cái đồ lao đây đó, thì cái đường lao khổ, nghe, cái đường lao khổ mà giống như là lao tù vậy đó nghe mấy em. Cái đường đồ là đường, lao là lao khổ, hoặc giả là lao tù. Mà Đức Thầy cũng cho biết đó, cảnh thế gian dường thể chúng ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Tức là cái đường đồ lao đây đó, nếu mà muốn muốn lánh cái chỗ này, đừng có đó dính líu cái chỗ này, thì sớm nghe thầy. Sớm nghe thầy, thầy biểu là bố thí nè, chì chay. Chì chay là ăn chay, rồi phải bố thí, rồi giữ giới, rồi Phật đạo. Muốn làm Phật, muốn về xứ Phật thì phải trao dồi cái tâm, cái tánh mình lại. Tâm tánh mình đây đó là bây giờ là cái tâm mình đây là cái tâm phàm nhân. Mà mình muốn làm tâm Phật thì mình phải trao dồi cái tâm tánh lại. Giống cũng như bây giờ tôi nói thí dụ nghe mấy em, nghĩa là cái trái xoài ở trên cây đó, mà cái lúc nó còn sống đó hen, là nó chua phải không? Đó, lúc còn sống nó chua lét à, nhưng mà cái lúc chín nó ngọt. Có ai đem cái chất chua đem ra mà đem cái chất ngọt vào đâu, mà tự nhiên nó chuyển lại, cái chua nó chuyển lại thành ngọt. Thì mình cũng vậy, tâm mình cũng vậy, nghĩa là tâm phàm, tâm chúng sanh, nhưng mà mình ráng mình chuyển nó lại thành tâm từ bi, tức là tâm của Phật được. Đó, cũng giống như cái con chuồn chuồn với con sâu, con bướm với con sâu. Con sâu đó mà nó muốn bay đi từ nơi này tới nơi nọ, nó cũng chuyển cái thân của nó, con sâu thành con bướm nó mới bay được. Mà khi mà nó chuyển được rồi nó rất đẹp. Con bướm có nhiều con đẹp lắm, mấy em nhớ đó. Con bướm có nhiều con sâu mà nó thành con bướm rồi nó đẹp lắm. Rồi nó bay từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ nọ, nó thông thả như vậy. Thì mình bây giờ là muốn mình chuyển từ cái phàm về thánh, về Phật, về tiên, thì mình chuyển cái tâm mình đó, nghĩa là từ ở cõi ở mà cảnh thế gian này đó, thì mình muốn chuyển về ở cảnh giới cực lạc, thì cũng giống như con chim vậy nhé. Mà Đức Thầy nói nó phôn một Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cùng với sư huynh Tấn Dũng, hai anh em đi lên trên năm non bảy núi quý vị, để trước thì tham quan xa và cúng Phật quý vị, sau đó thì cũng có gặp duyên lành gặp được chú Sáu tại núi Cấm quý vị. Thì hai anh em Châu Phú cũng nhờ chú Sáu làm cho hai anh em một đề tài để gửi đến quý cô chú anh chị, để trao dồi Phật pháp và học tập tốt hơn nha quý vị. Dạ, sao sư huynh, hai anh em mình hôm nay hữu duyên gặp chú Sáu vậy đó, rồi huynh thấy cảm thấy sao, có cái yêu cầu gì không sư huynh? Dạ chào chú Sáu. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thì những video vừa qua của chú Sáu cũng được rất là nhiều bà con đồng đạo, bà con ở trong nước và ngoài nước cũng rất là mến mộ chú Sáu về đề tài của chú Sáu nói. Thì hôm nay con cũng xin kính mời chú Sáu cho bà con được nghe chung một cái đề tài tự thuyết của chú Sáu để gửi đến quý bà con hết chú Sáu nha. Dạ. Nam Mô Đà Phật, xin kính mời chú Sáu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, Chức Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Thượng Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh hôm nay. Kính thưa Tuấn Dũng, Châu Phú, thì hôm nay chú cháu ta cũng có cái duyên lành được gặp ở trên cái ngọn núi Thiên Cấm Sơn này. Thì có dịp may mắn là chú cháu muốn gửi cho mấy em cháu đến bà con xa gần trong nước cũng như quý vị ngoài nước nghe những cái thời gian mà chú Sáu nói, để chúng ta có cái hồi tưởng lại
là chúng ta là một người đạo của Đức Phật. Kính thưa Tuấn Dũng, Châu Phú cũng như phái đoàn, hôm nay chúng tôi cũng xin mượn tạm mượn cái đề là nhớ về sứ Phật. Cái đề này nghe chắc quý vị nghe nó cũng hơi lạ. Là tại sao vậy? Cái sứ Phật trước đây chúng ta có ở bên đó đâu mà nhớ? Dạ, phải không dạ, Tuấn Dũng? Dạ, dạ. Có không? Mình có ở đó không chứ dạ, Tuấn Dũng? Dạ, con không có ở bên Ấn Độ. Dạ. Dạ. Để chút xíu rồi chú Sáu giải bài coi chúng ta có ở bên đó hay không. Cái phần đầu tiên chúng tôi cũng được Đức Phật và Đức Thầy cũng nhắc nhở qua cái xứ ở bên Tây Phương Cực Lạc, tức là ở bên xứ Phật. Bởi vì ở bên Phật không có đất, mà cái đất thì nó bằng vàng, bằng ngọc không à. Thành ra tôi không có dám nói đất, yeah, mà tôi nói cái xứ Phật. Yeah. Vì thế cho nên tôi cũng xin tạm mượn cái đề mà bốn chữ này để nhớ về xứ Phật. Kính thưa quý bà con, cô bác cũng như quý vị hiện có mặt nơi đây. Chúng ta đây đó, ngày trước đây đó là chúng ta ở bên xứ Phật á, cô bác ơi, anh chị em ơi. Vì thế cho nên mà chúng tôi mới mượn cái đề gọi là nhớ về xứ Phật. Bởi vì cái xứ của mình mà. Rồi mình đi lâu quá mình phải nhớ. Mới gọi là nhớ về xứ Phật. Đó. Tại sao mà lại là tôi dám nói là nhớ về xứ Phật mà mình hồi xưa ở bên xứ Phật? Là tại Đức Thầy cũng cho biết đó. Chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Nghĩa là hồi cái lúc mà mình ở bên Tây Phương Cực Lạc đó, thì Đức Phật cho mình từ ở bên đó mà xuống dưới cái thế gian này nè. Nghe mấy em, xuống thế gian này đó, hồi cái lúc mà mình xuống đây đó, mình có nguyện với Phật ở bên đó rồi. Mình nói là Phật cho con xuống ở thế gian đó, rồi con lập công bồi đức, rồi con đi về ở về, chứ con không có ở dưới này. Ở dưới này nó khổ lắm. Như vậy đó là Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết nè. Tuấn Dũng, Châu Phú cùng với quý vị với tôi đây là trước kia có ở bên đó rồi. Thấy không? Vì thế cho nên tôi mới gọi là nhớ về xứ Phật, tức là cái xứ đó mình đã có ở rồi, mình sống bên đó rồi, mà bây giờ qua đây rồi, bây giờ mình quên đi cái xứ đó đi, lâu quá rồi quên đi. Bị người qua đây rồi á, là bị tứ đổ tường nha. Đó. Dướng vô tứ đổ tường rồi á, lo mê rồi nhiễm rồi ở đây đời đời kiếp kiếp, mà nó qua ba cái thời kỳ rồi. Thì chúng tôi tạm dừng cái chỗ đó lại. Rồi mình là ai? Mình là con của trời, cháu của Phật. Con của Phật cháu trời à, chứ không phải đó. Đó. Đức Thầy cho biết đây, cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần hoài đầu, nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy không? Rồi thấy sinh chúng quá ghiền cảnh tục, xuống đây là ghiền đó, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Như vậy thì chúng ta đã nhận rõ là Đức Phật cho mình biết là trước kia mình có bên đó rồi, phải không hai em? Dạ. Đó. Như vậy thì bây giờ mình đi bỏ xứ sở lâu quá rồi, rồi bây giờ mình phải nhớ về chứ, mình ở bên đây hoài sao? Vì thế cho nên mà thời gian mình đi qua đây mình mê rồi, cái Đức Thầy là cha mình á, mới thấy ủa sao mà con cái tôi nó đi dưới lâu quá mà không thấy nó về, để tôi xuống tôi tìm nó, đặng tôi dắt nó về. Hen. Vào năm 1939, vào ngày 18 tháng 5 là Đức Thầy giáng phàm để mà dẫn dắt chúng sanh về ở bên xứ Phật đó. Yeah. Vì thế đó mà tới ngày hôm nay đó. Rồi nếu như mà chúng ta nhớ được cái căn cội chúng ta, mà chúng ta hoài đầu hướng thiện quy y Tam Bảo thì chúng ta mới được về. Đó.
nghĩa là xuống đây rồi mê muội quá sức đi, nghĩa là đủ thứ đó. Tài sắc đủ thứ. Rồi là sau khi mà Đức Thầy xuống đây đó, Đức Thầy mới mở ra đạo để mà làm cái điều kiện cho chúng ta, chúng sanh trở về bên cõi cực lạc. Mà nếu như chúng ta nghe lời Đức Thầy, chúng ta tu hành thì chúng ta mới được về. Còn như chúng ta cứ mãi mê man á, thì chúng ta không có về được. Yeah. Nghĩa là sau khi đó mà Đức Thầy ra đời mở đạo đó, thì Đức Thầy đó là lĩnh năm cái sắc lệnh. Cái đợt này là Đức Thầy lĩnh năm sắc lệnh chứ không phải ít đâu. Đó. Một là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai là Đức Phật Tổ A Di Đà, ba là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, bốn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, năm là Đức Minh Vương. Năm cái sắc lệnh này để mà dẫn dắt chúng sanh vào cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này đây, và để trở về ở bên nước của Ngài, đại sứ của Ngài. Đó. Nếu như bây giờ mà ai mà ráng mà lo tu hành thì chuyến này đó giống như cái đò chiều chiến chót rồi. Yeah. Mà Đức Thầy đã nhủ khuyên đó, mà nếu như chúng ta không về thì không còn thời gian mà chúng ta đi về đó đâu. Thì hôm nay đó chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là cái điều kiện mà chúng ta đó đi về đó, thì chúng ta phải làm những cái việc mà chúng tôi nói hồi nãy đó mới có đủ điều kiện về. Giống như bây giờ mình đi làm ở xứ nước ngoài mà mình lo mình ăn, mình nhậu, mình xài phí, mình không có tiền về. Bây giờ gắng gom góp làm lụng để tạo cái phương tiện có tiền để mà mua vé máy bay về. Rồi bây giờ cái chuyện mà về ở bên Tây Phương Cực Lạc cũng phải vậy, cũng phải là gắng lo tu hành tạo cái phước đức đủ điều. Rồi chúng ta mới là có đủ cái điều kiện chúng ta mới về ở bên Tây Phương được, mới về xứ nhà được. Còn nếu như chúng ta mà không có lo về thì chúng ta cứ ở bên nay hoài thì e rằng chúng ta phải chịu khổ. Đúng như thầy có nói là tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Đúng rồi. Yeah. Nghĩa là tích đức á thì chờ thầy mới được, mà nếu mà tích vàng tích bạc thì không có chờ thầy được. Yeah. Mà Đức Thầy cũng cho biết đây nè, Đồ Lao muốn lánh sớm nghe ta. Đồ Lao đó là cái cảnh này, là cái đường khổ, đường lao khổ. Bố thí vì trai giữ với mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc can qua. Rồi can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Nãy cháu hỏi nói tích đức đó, tích đức mới được. Thì như vậy đó, cái đường lao khổ này mà muốn nghe lời Đức Thầy khỏi cái đường lao khổ, có cái điều kiện để về bên xứ Phật á, thì phải là sớm nghe thầy. Rồi bố thí cũng là một cái điều kiện, một cái phương tiện. Rồi trì chay cũng là một cái điều kiện và cái phương tiện để tạo cho mình đi về bên xứ Phật. Đó. Như vậy thì bây giờ mình muốn đi về, muốn về cõi Phật thì phải lập thân ở cõi trần mới được. Lập thân là lập thân gì? Lập thân hành thiện, hành những cái gì, làm những cái việc thiện để tạo cái phước đức mà về. Đó. Rồi còn nhiều cái điều kiện mà đi về nữa, thì chúng tôi cũng nói tóm gọn vậy. Chứ còn nếu mà mình không muốn về thì thôi, còn muốn về là phải tạo cái điều kiện sớm phia bá tánh cần chiên. Nghĩa là sớm là gì? Sớm là hai cái thời cũng lại, sớm với phia là hai thời cũng lại. Rồi niệm Phật đây đó là mình bây giờ đó là mình quá yếu ớt, mình cái sự tu hành yếu ớt, mình không có thể tự lực được, thì mình nhờ cái sự tha lực của Phật để cứu độ mình mới về được. Thì
Tôi nói tới đây thì thôi, tôi cũng xin tạm dừng lại cái phần này để trả lại cái sự khúc sau để mấy em có đâu điều gì thì tiếp tục nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú Sáu, thì con cũng có nghe câu đồ lâu muốn đánh sớm nghe ta lúc nãy chú Sáu nhắc đó. Bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tính lại ha. Giác thiền chuyên chở lúc can qua. Con nhờ chú Sáu sẵn đây thì cho con biết là Đức Thầy muốn nhắn nhủ mình phải vừa bố thí mà vừa ăn chay niệm Phật hay là sao chú Sáu? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật và giữ giới ha chú. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua cho Phú cũng hỏi, tôi cũng vừa đọc qua đó rồi, cho Phú cũng mượn cái đề đó mà hỏi là tôi về cái phần này, cái ý nghĩa của cái câu mà Đức Thầy viết như thế nào, cái ý nghĩa nó ra sao. Cái đồ lao đây đó, thì cái đường lao khổ, nghe không? Cái đường lao khổ mà giống như là lao tù vậy đó nghe mấy em. Cái đường đồ là đường, lao là lao khổ, hoặc giả là lao tù. Mà Đức Thầy cũng cho biết đó, cảnh thế gian dường thể chúng ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Tức là cái đường đồ lao đó đó, nếu mà muốn lánh cái chỗ này, đừng có đó dính líu cái chỗ này, thì sớm nghe Thầy. Sớm nghe Thầy, Thầy biểu là bố thí nè, trì chay. Trì chay là ăn chay, rồi phải bố thí, rồi giữ giới, rồi Phật đạo. Muốn làm Phật, muốn về xứ Phật thì phải trao dồi cái tâm, cái tánh mình lại. Tâm tánh mình đây đó là bây giờ là cái tâm mình đây là cái tâm phàm nhân. Mà mình muốn làm tâm Phật thì mình phải trao dồi cái tâm tánh lại. Giống cũng như bây giờ tôi nói thí dụ nghe mấy em. Nghĩa là cái trái xoài ở trên cây đó, mà cái lúc nó còn sống đó hen, là nó chua phải không? Đó, lúc còn sống nó chua lét à, nhưng mà cái lúc chín nó ngọt. Có ai đem cái chất chua đem ra mà đem cái chất ngọt vào đâu, mà tự nhiên nó chuyển lại, cái chua nó chuyển lại thành ngọt. Thì mình cũng vậy, tâm mình cũng vậy, nghĩa là tâm phàm, tâm chúng sanh, nhưng mà mình ráng mình chuyển nó lại thành tâm từ bi, tức là tâm của Phật được đó. Cũng giống như cái con chuồn chuồn với con sâu, con bướm với con sâu. Con sâu đó mà nó muốn bay đi từ nơi này tới nơi nọ, nó cũng chuyển cái thân của nó, con sâu thành con bướm nó mới bay được. Mà khi mà nó chuyển được rồi nó rất đẹp. Con bướm có nhiều con đẹp lắm, mấy em nhớ đó. Con bướm có nhiều con sâu mà nó thành con bướm rồi nó đẹp lắm. Rồi nó bay từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ nọ, nó thông thả như vậy. Thì mình bây giờ là muốn mình chuyển từ cái phàm về thánh, về Phật, về tiên, thì mình chuyển cái tâm mình đó, nghĩa là từ ở cõi ở mà cảnh thế gian này đó, thì mình muốn chuyển về ở cảnh giới cực lạc, thì cũng giống như con chim vậy nhé. Mà Đức Thầy nói nó môn tịnh độ là phương cứu cánh á, con chim nó có cái cánh nó bay từ chỗ này sang chỗ nọ mới được. Còn mình cũng vậy, cái môn tịnh độ tức là cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật đó, mình học mình tu cho thật rồi đó, sau này đó là từ cái pháp môn đó nó mới mọc cánh cho mình bay từ ở là cõi Ta Bà này mà về tới là ở Tây Phương Cực Lạc được. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí chị trai giữ vậy mà Phật đạo trao dồi tâm tính lại. Giác tức là thức, giác là Phật, mê là chúng sanh, giác là thức. Đó, giác là cái thuyền, giác là mình làm, mình muốn, mình nó giống như chiếc thuyền vậy đó. Rồi chuyên chở lúc can qua, lúc là can qua cái cảnh đau binh khổ sở đó, mình nhờ có cái giác. Giác là mình trở lại với cái tâm Phật, giác là Phật đó. Đó, nó cũng giống như chiếc thuyền chuyên chở lúc can qua. Thì tôi cũng giải chút ít vậy, đơn giản vậy. Với các em đến đây thì cũng xin được kết thúc bốn câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa chú Sáu, thì hôm nay cũng nhân dịp con và sư huynh Tiến Dũng gặp chú Sáu tại đây, thì cũng tại cái vùng năm non bảy núi, qua đây con cũng nhờ chú Sáu giải dùm cho con cái câu mà trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chục Phú hỏi tôi đó, thì trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Thì đây trong cái đoạn giảng của Đức Thầy đó, là Đức Thầy muốn chỉ cái cảnh ở năm non bảy núi này, rồi sau này nó báo quý như thế nào, muốn chỉ cho chúng ta biết, cho tín đồ Ngài biết, để mà tu hành sau này đó là được nhìn xem và được sống vào cái thời kỳ đó, giống như là Đức Thầy đã chỉ. Thì trên năm non rầm phụng tốt tươi, tức là năm non đó, tức là trên cái núi Cấm này đó là có năm cái non. Ở trên này có năm cái non. Một đó là vô đầu. Vô đầu tức là vô củ quyền đó, nó kế điện 13 đó. Kế đó đó là điện Nam Ông. Rồi kế đó đó là vô ông Bướm. Rồi kế đó đó là vô của ông vua dưới mà Thiên Tế đó. Là bốn rồi. Cái chỗ mình đang ngồi ở đây đó là đủ đó, năm. Tức là đây là điện cây quế, là trong cái năm non đó. Rồi rồng phụng tốt tươi, cái rồng phụng tốt tươi này đó là sau này đó mới có rồng phụng, nhưng mà bây giờ thầy đã chỉ thôi đó, sau này tới cái thời kỳ đó mới có rồng phụng. Rồi cái miền bãi núi này đó là sao báo quý đó, là tại sao lại là sau này nó báo quý, là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài đài ngọc ở dưới á, ở trong cái lòng núi ông Cấm ở dưới á, cái đền vua ở dưới á, thành ra nghĩa là miền bãi núi. Bãi núi đó là một đó là núi Cấm, hai đó là núi Cô Tô, ba đó là núi Dài. Núi Dài là gọi là Ngọa Long Sơn đó, đường lên Ba Chúc đó, núi Dài Vạn Liên á. Đúng. Bốn đó là núi Tượng, tức là Liên Hoa Sơn. Năm đó là cái núi nước, núi nước đó là Thủy Đài Sơn. Sáu đó là núi Dài năm giếng gọi là Ngũ Hồ Sơn. Bảy đó là Anh Vũ Sơn, tức là núi Két. Trong bảy cái núi này đó, nó nằm dòng ở phía bên núi Cấm, tức là bảy cái chỗ mà sau này quan lớn ở để phò vua giúp nước. Còn cái núi Cấm này là cái đền vua Đức, là Đức Minh Vương đó, mà Đức Thầy cho biết đó, Minh Vương chỉ chúng thế giới bình an. Ông Phật là ông Phật, ông làm vua ông chỉ dân mới được, còn dân chỉ dân chạy không có được. Thành ra nghe là Phật làm vua thì mới là thái bình được, mới an vui được. Còn nghĩa là sau này đó nghe mấy em, ông ba ông cho biết đó, sau này đó là chỉ còn có 18 nước mà thôi. Bây giờ trên thế giới đó nó trên 220 nước, mười mấy nước, mà bây giờ sau này nó chỉ còn có 18 nước mà thôi. Như vậy bây giờ mấy quý vị biết á, nó mất đi là 200 nước, mất luôn cái danh thể của cái nước, mà mất luôn cái bản đồ đó. Tại vì sao mà lại là mấy nước đó nó mất? Nó độc ác quá đi, nó tàn nhẫn quá đi, nó chế những cái loại mà giết người không, thành ra cái lòng của nó là nó sâu độc, thành ra sau này những cái nước đó nó không có còn, mà còn lại những cái nước hiền lành, thành ra cái nước hiền lành sau này mới còn đó. Nghĩa là như Tứ Thánh nói đó, qua liền năm nước chặt đàn đó, nó qua năm nước một lượt chặt đàn, rồi qua lộ dân giáo. Cái lộ dân giáo là lộ mình đi ra ngoài nhà bàn, ra ngoài núi Sam đó. Thành ra bây giờ đó là cái năm non đó, trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý đó. Nghĩa là sau khi mà sấm nổ rồi, cái núi ông Cấm này nó đá nó bay ra,
nó bay ra là cái đền đài của vua đó nằm ở tại cái núi Ông Cấm này, tức là trung ương. Rồi ở trong cái núi Ông Cấm đó có một cái cây cột cờ, mà cây cột cờ đó có gắn cái hộp phủ lư, ngọc phủ lư, cái ngọc đó nó chiếu sáng ở xa cũng thấy. Nghĩa là khi mà núi Cấm mà đền đài lộ vẻ rồi đó thì có cây cột cờ, rồi ở trên cột cờ có cái hộp phủ lư đó nó sáng ra, rồi ở thế giới đó nó nhìn vô nó thấy, ủa tại sao mà ở miền Nam Việt mà ở vùng mà Nam Việt mà tại sao có một cái gì mà sáng ánh một góc trời vậy đó. Nó mới bay vô nó dòm thấy là không thể nào tưởng tượng được, con mắt phàm hồi đó giờ chưa bao giờ thấy được những cái vật này. Vì đó mà nó cái lòng tham vọng của nó nổi lên đi, rồi người này vô, người kia tới, rồi gặp nhau mà giành giật mới là phơi thay đó, cùng nhau giành giật mới là phơi thay là cái chỗ đó. Rồi có một đoạn là Đức Thầy cho biết đó: còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Chiếu manh giành xé mà khắp cái hoàn cầu này mà ó ré có nơi này hả? Là tại vì cái chỗ này là cái chỗ nó giành giật nó mới ó ré. Nghĩa là một cuộc chiếu manh nó chiếu ra cái cột hộp phủ lư nó chiếu ra manh muốn ra, gọi là chiếu manh đó, giành xé khắp hoàn cầu ó ré con nơi là có chỗ này không à đó. Rồi dòm xe ông cho ngọc chiều mơ sao đời không sớm tách rời cõi mê đó. Thành ra nghe là mấy em hỏi tôi á thì tôi cũng biết tới đó thì tôi chỉ nói tới đó thôi. Rồi phụng rồng thì sau này đó là giống như cái đời ông Khương Thượng vậy đó nghe mấy em. Đời Khương Thượng đó tới cái thời kỳ mới được, chờ cho phụng gặp kê mới được, chứ còn phụng rồng mà không có gặp nhau không có được, có cái thời kỳ. Thành ra là tới chừng đó đó rồi phụng với rồng nó mới có, chứ bây giờ thì chưa thấy. Còn bốn ông thẻ cấm đó ở đâu hỏi qua bốn ông thẻ thì thôi cũng nói tới cái vấn đề bốn ông thẻ. Nghĩa là sau khi mà núi Cấm nổ rồi đó, đá nó bay ra đó là tới bốn ông thẻ. Tới bốn ông thẻ. Rồi cái cột cờ đó, cái lá phướng mà mình kêu là cái lá cờ đó hen, của ông vua đó hen. Gió nó phất là nó đi cái lá phướng nó tới bốn ông thẻ. Đó. Thì trong bốn ông thẻ này đó là một đó là ông thẻ ở Cần Đăng. Cần Đăng là ông thẻ số 1. Cái ông thẻ số 2 đó là ở kinh số 10. Số 10 ra ngoài ngoài cầu cầu chữ ếch. Rồi ông số 3 thì ở trên Bà Bài. Ông số 4 ở trong Lung Lớn Hà Tiên. Bây giờ là bốn ông thẻ có lên đủ hết rồi. Đó. Ngày xưa đó là Đức Phật Thầy đó là sai ông Cố đi cắm bốn ông thẻ đó. Mà ông Cố ra Đức Cố Quảng đó, là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Thành ra cái là sau này Đức Cố cũng trở lại nữa. Đức Cố cũng trở lại làm quan vào cái thời kỳ này nha. Quan lớn đó chứ không phải quan nhỏ. Đức Cố là Đức Quan Thượng trở lại làm quan vào cái thời kỳ sau này. Đó, họ vô giúp nước là cái chỗ này đó. Chú Sáu ơi, cho con hỏi trong giảng của thầy có cái câu nào mà để chứng minh là sau này Đức Cố sẽ trở lại làm quan không chú Sáu? Cái giảng thầy thì không có nói. Dạ. Nhưng mà ở trong cái của Đức Phật Thầy Tây An á, dạ, thì cũng có nói đó là rồi trong giảng thầy đó thì không có nói trong cái số mà mấy ông này. Nhưng mà thầy nói bao gồm đó. Nghĩa là sau này đó là 36 vị quan, tức là tam thập lục nhân đó. Dạ. Đức thầy nói nghĩa là hội long qua hội ăn cần lo lập cho rồi tam thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Rồi nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân,
nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thấy sự tỷ lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phan. Đến nay là buổi tai nạn, rồi tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Mà 36 vị này đó, theo tôi nghĩ đó hen, Đức Thầy thì không có nói đức cố nghe. Dạ. Đức Thầy không có nói một ông nào, nhưng mà nói 36 vị. Yeah. Nhưng mà trong số này chắc tôi độ chắc có ông Cố. Yeah. Ông Cố với ông Nguyễn. Yeah. Đó rồi trong này là có ông Định Tây nữa nè. Yeah. À, rồi ông Tăng Chủ. À, rồi ông Đạo Xuyến. À, rồi ông nhiều lắm. Mình không có biết hết cái mấy ông này. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì chắc có mấy vị quan này là quan lớn. Thì Đức Thầy thì không có nói là ông Cố trở lại, nhưng mà Đức Thầy nói là 36 vị thôi. Như còn nhớ chú Sáu có cái mẫu chuyện mà Đức Thầy đi giếng non đó, chú Sáu hình như là cũng có gặp cụ Nguyễn với lại Đức Cố rồi này kia, cũng vẫn còn ha chú Sáu? Có. Dạ. Thì cháu hỏi thì chú Sáu cũng dựa theo cái mẫu chuyện của bên thầy. Dạ. Để chứng minh ha. Để chứng minh cho mấy cháu nghe. Dạ. Thì lúc đó Đức Thầy dẫn Đức Ông đi giếng non ở bên núi Tà Lơn, ở bên Campuchia. Dạ. Thì đi một đoạn đường Đức Thầy mới thấy Đức Ông cầm mấy cái sâu, một cái sâu mà bánh mì đó. Dạ. Rồi Đức Thầy nói ông cả ơi, ông đưa bánh mì đây tôi cầm cho. Rồi ông cả ông mới đưa bánh mì cho thầy, rồi thầy mới ngoán vào cái nhánh cây đó, thầy không có xách đi. Yeah. Thầy nói ông cả ơi, đi núi đây cơm thiếu gì ông cầm chiếc bánh mì cho mất công. Máng đây phòng gì khi người ta có đi rừng đồ người ta đói người ta ăn. Mà Đức Ông đi mà Đức Ông tiếc mấy ổ bánh mì. Nó trời ơi, đi trên núi gì đây mà ông biểu máng đây cho phòng khi người ta có đi núi đi làm củi làm đuốc đồ người ta ăn, mà bây giờ mình không biết có cơm không, ông nói cơm thiếu gì. Thôi cũng để coi cái thầy làm sao. Đi hồi cái Đức Thầy mới biết ông Đức Ông đói bụng rồi. Nó ông cả. Ông đói bụng không cả. Cái ông cả nói ừ đói bụng. Nói thôi ông gắng chút nữa đi có cơm ăn ông cả. Thì là đi lát nữa cái tới cái chỗ đó có cái giếng. Cái Đức Thầy mới nói ông cả ơi, ăn cơm. Rồi Đức Ông nói ủa mình thì đói bụng mà thầy kêu ăn cơm mà thầy hớp nước uống, mình đói bụng cơm chứ đâu phải đói nước, mình không có khát nước mà đói cơm. Cái thầy thấy Đức Thầy hớp nước rồi cái Đức Thầy mới kêu thêm lần nữa, nói ông cả sao không ăn cơm. Như vậy Đức Ông mới lại hớp nước giống như Đức Thầy vậy đó, sau thấy nó ngon quá, ngon mà nó thơm. Mà Đức Ông kể lại đó thì nó cái mùi của nó đó không có nói nước nho nước nhãn gì mà bằng nó thơm mà nó ngon. Rồi mà hớp vô vậy đó mà đi cả một hai ngày nó cũng vẫn no, cũng vẫn khỏe trong mình hoài, nó không có đói khát gì trên. Thì đi một đoạn đường á thì Đức Thầy mới nói ông cả mặc đồ lớn lên vô làm lễ đi ông cả. Mà Đức Thầy dòm tới lui thì sao không thấy chùa miễn gì mà ông kêu mình mặc đồ lớn. À, cái Đức Ông cũng thôi thì mặc đồ lớn là gì, áo dài khăn đóng đó. Cái mặc vô cái Đức Thầy mới chỉ ông lại ông làm lễ cái ông đó đó. Cái lại làm lễ cái thầy hỏi ủa ông đó là ai mà làm lễ. Rồi thầy mới nói thì ông lại ông làm lễ, ông hỏi ông là ai. Thì lại làm lễ xong rồi cái Đức Ông mới hỏi thưa ông là ai mà ông cho tôi biết. Nói tôi đó là Đức Nguyễn Trung Trực, mà hồi trước đó Pháp nó giết tôi ở Gạch Giá đó, nó chặt đầu tôi Gạch Giá không biết không? Nó dạ biết, nghe ông không biết rồi. Cái khi mà làm lễ xong rồi thì Đức Quang Thượng cũng có khuyên với ông cả là nói thôi ông cả ơi gán về lo
lập công bồi đức tu hành ông cả ơi, thời kỳ này nó cũng không có còn bao lâu nữa. Thì là khi là làm lễ xong rồi thì lại đức ông, lại đức thầy hỏi ông, nói ông là ai ạ? Cái đức ông nói ổng, nói ông là ông Nguyễn Trung Trực. Nói ủa chị sao mà ông nhớ không, hồi đó pháp nó chặt đầu Nguyễn Trực ở Gạch Giá rồi, bây giờ sao ổng còn đây? Tức là thấy vậy chứ đâu có chết đâu. Ý đức thầy nói là hồi trước pháp nó chặt đầu ông Nguyễn ở Gạch Giá rồi, bây giờ ổng còn đây là ổng không có chết, ý muốn nói vậy. Rồi cái là hai người đi, thầy với lại ông cả đi, đi một đoạn đường nữa cái thầy biết nói, ông cả ơi mặc đồ lớn vô để làm lễ. Thì ông cả biết hồi nãy biết biểu lần biết rồi, lại vô cái làm lễ rồi hỏi gì chứ, thưa ông là ai ông cho con biết đây. Nói tôi đó là Đức Cố Quản Trần Nhân Thành đó. Thì là ông giới thiệu ông vậy rồi đó, thì sau khi là lại làm lễ rồi thì cũng hỏi thì là cho biết đó. Thành ra thôi bây giờ rút ngắn tới đó đi. Dạ. Hai vị này là Đức Cố với ông Nguyễn thì cũng vẫn còn, mà bây giờ là Đức Đức Quang Thượng đó là một vị quan lớn rồi, một vị quan thượng đẳng đại thần rồi, mà bây giờ hiện nay là tín đồ Phật giáo đó, nghĩa là tu nhân đạo là theo Đức Quang Thượng. Bởi vì mình đây đó là bốn người, một đó là ông Quang Thượng nè, hai là ông Cử, ba là ông Trạng Trình hay hoặc giả là Đức Không Không Thánh đó. Rồi bốn đó là Đức Thầy là Phật. Bởi vì Đức Thầy mới cho biết đó là Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, hay hoặc giả là kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Trong bốn cái ông này đó là có cái trách nhiệm là phải dạy chúng sanh vào thời kỳ này. Nếu ai mà trình độ căn cơ có cái duyên với vị nào thì theo học vị đó. Hả? Cũng như bây giờ đó, nói về nhân đạo, hiếu trung là học theo cái gương hạnh của ông Nguyễn Trung Trực. Rồi bây giờ nếu mà làm phước nhiều đó thì về tiên, tức là ông Cử. Ông Cử là ông tiên trưởng đó, là ông Cử Đa đó, là ông tu ở bên núi Tà Lơn đắc đạo đó. Đó. Rồi kế đó là Đức Khổng Thánh, cư trần bất nhiễm là người thánh. Rồi tới là dứt được đó ấy là giải thoát đó, thì là về Phật. Tức là trong bốn cái nấc thang này mình nắm được nấc nào cũng tốt, mà nếu nếu như mình nắm không dính nấc nào thì cũng là khổ nha. Đó. Thành ra trong năm nấc, năm nấc là cái nấc mà thượng nguyên thì tôi không có nói, dân Phật quốc là tôi không nói. Thì giờ cuối cùng đó là kể ra làm dân Phật quốc nè, rồi học theo mà nhân đạo thì theo Đức Quang Thượng nè, rồi phước nhiều tiên cảnh lên dài là theo ông tiên nè, là ông Cử đó, rồi là ông thánh là cư trần bất nhiễm là người thánh nè, rồi giải thoát thì về Phật, tức là năm cái nấc thang. Thì nói tới đây thì tôi cũng xin kết thúc về cái phần này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con và Châu Phú cảm ơn chú Sáu đã thuật lại những cái câu chuyện về Đức Thầy đã giảng Đức Ông đi núi và gặp cụ Nguyễn Trung Trực và ngài Đức Cố Quản Trần Nhân Thành ở tại núi Tà Lơn. Và sau đây thì cũng xin kính chúc cho chú Sáu luôn luôn được dồi dào sức khỏe và tiến bước trên con đường đạo pháp tinh tấn. Và Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì chân thành cảm ơn mấy em. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa vị, về đây Tuấn Dũng và Châu Phú thân ái kính chào tất cả vị và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo của YouTube Tuấn Dũng vào nhái và Châu Phú Thiên Cẩm Sơn. Hãy bấm đăng ký kênh và ủng hộ tinh thần thiện nguyện của anh em nhé vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.